kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 3 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 mở rộng với nhiều nội dung quan trọng. Các khu công nghiệp thu hút 680 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư. Làng nghề tại Yên Mỹ đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Xã Nhật Tân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn các công trình văn hóa lịch sử. Hỏa hoạn tại hộ gia đình khiến 2 người tử vong. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Hưng Yên đạt cao nhất trong khoảng 15 năm qua. Thu ngân sách vươn lên tốc đầu cả nước là những điểm sáng được nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra trong sáng nay. Hội nghị nhằm xem xét cho ý kiến về thực hiện phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, về chủ trương đầu tư xây dựng đường kết nối di sản dọc sông Hồng và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng trung ương, văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu bật 10 điểm nhấn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2020, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 13,4% là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thu ngân sách tăng đột biến ước đạt 50.850 tỷ đồng, giúp Hưng Yên lần đầu tiên nằm trong top đầu cả nước. Số lượng tuyệt đối thì thứ nhất từ trước nay rồi, còn tốc độ tăng trưởng cũng cao nhất 15 năm trở lại đây. Thu ngân sách 50.850 tỷ. Đây là một cái số đột biến và đứng thứ 5 toàn quốc, tức là sau thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, và thứ 5 là Hưng Yên. Kế hoạch 2022 thì chỉ có 22.900 tỷ thôi. Mà cái số liệu giao của năm 2023 này thì cũng đã vượt cái chỉ tiêu của đại hội rồi. Theo nghị quyết đại hội Đảng bộ 19 là đến năm 2025 thì chúng ta thu ngân sách đạt 21.500 tỷ. Một cái điểm nổi trội nữa có nghĩa từ trước này chúng ta không có, đó là cái chỉ số công nghiệp xây dựng thì chúng ta đạt trên 41% và chỉ số thương mại dịch vụ trên 19%. Kế hoạch chúng ta chỉ có 5% thôi. Và năm 2020 thì lúc Covid thì chỉ số thương mại chúng ta chỉ có 2%, những cái số mà không tưởng sau khi phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thu nhập bình quân đầu người, đây là một điểm nhấn, sẽ là kế hoạch của chúng ta chỉ có 95 triệu nhưng mà đến năm 2022 này chúng ta đánh giá được 102,3 triệu. So với Trung ương thì chúng ta cao hơn rất nhiều, Trung ương chỉ khoảng 90 triệu gì đó. Báo cáo về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh dự án sẽ tạo ra một trục phát triển dọc sông Hồng. Toàn tuyến cái đường này là 57 km, trừ đi 1,8 km qua khu điện sân cầu, chủ đầu tư họ đăng ký họ tự làm, còn khoảng hơn 55 km thôi. Toàn tuyến bình quân cái đường này từ 50 m đến 80 m đây mặt cắt, thì nó chia ra các phân khúc khác nhau. Đường kết nối giả là đường một chiều gồm có hai chiều giữa, hai đường gom hai bên. Thiết kế của này là tốc độ này là 100 km/h và quan điểm là không qua khu dân cư. Và quan chủ trương thứ hai là sông Hồng đi đâu thì ta đường ta đi đến đó, để ta hiện là trên ta nhìn thấy sông, để nó tạo ra cảnh quan đẹp như cái điểm đường du lịch của cái tuyến đường này. Có 4 cái cầu. Cầu thứ nhất đó là vành đai 4, có đường lên xuống kết nối với đường vành đai 4, tạo ra kết nối giao thông với thủ đô Hà Nội. Từ cầu Bến Sở này đến Hưng Yên thì tầm khoảng 20 km thôi. Từ Hà Nội đi về Hưng Yên rất là ngắn, chỉ cần khoảng 16-17 phút đã về tới rồi. Cầu thứ hai đó là cầu 3,5. Bên Hà Nội là Ngọc Hồi, nhưng mà tên cầu là cầu 3,5. Thành phố Hà Nội có chủ trương đầu tư công rồi. Thế là nhiệm vụ của chúng ta là trường kết nối thì sản ta nối đến cầu 3,5 này. Còn cầu thứ ba là cầu Khuyến Nương. Mà cầu Khuyến Nương này thì là điểm cuối cùng của Hưng Yên đấy, giáp ngay với thủ đô Hà Nội và bên kia là Minh Khai, rất là gần. Cái đó thì đây là tương lai. Và kết nối cuối cùng là cầu Vĩnh Tuy thì có rồi. Cái đường này thì sẽ phát huy được hai cái đại dự án rất lớn. Thứ nhất là sân trường, hai dự án của Sun Group, tầm hai đại dự án này của chúng ta khoảng 3.000 hectare. Tiếp tục trong khoảng 6.000 hectare này liên quan đến vị trí cái đường kết nối di sản này nó sẽ phát huy hiệu quả. Một trong những chủ trương lớn của tỉnh thời gian tới là Hưng Yên phấn đấu sớm về đích nông thôn mới nâng cao. Năm nay chúng ta hoàn thành là 20 xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2021
thì ta đã được 60 xã nâng cao rồi. Vậy là chúng ta có 80 xã mà trong tổng số xã là chúng ta có 139 xã. Kế hoạch năm 2023 là ít nhất là phải 30 xã nữa. Vậy là mỗi một huyện ít nhất là có 3 xã để hoàn thành với đích là nông thôn mới nâng cao. Thì năm 2024 ta còn 29 xã nữa thì hoàn thành. Thì gọi là cả tỉnh đã hoàn thành thì năm đầu năm 2025 thì ta đề nghị Trung ương là công nhận tỉnh Hưng Yên là tỉnh hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Thì nếu được như thế thì sẽ là tốc đầu, đứng đầu toàn quốc, đi đầu toàn quốc là tỉnh nông thôn mới nâng cao. Chúng ta đang làm được và làm rất tốt. Nhưng mà rất lưu ý cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ấy thì có hai nội dung rất quan trọng. Một, nó là cái chỉ tiêu lấp đầy cây xanh ít nhất là 70% đường tỉnh, đường huyện và đường quốc lộ. Ý thứ hai của nông thôn mới đó là cái phân rác thải tại nguồn. Còn chúng ta không làm được cái này thì chắc chắn là sẽ không được về đích. Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề xây dựng nông thôn mới, triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh, giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp, đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế, phát triển nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhưng năm 2022, tỉnh Hưng Yên hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Hưng Yên đã chuyển nhanh, thành công sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khẩn trương mở cửa trở lại nền kinh tế, phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội với các giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, gắn với đẩy mạnh mở rộng tiêm phòng vaccine COVID-19 cho toàn dân, kinh tế xã hội được ổn định, phục hồi và phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng GDP 13,4%, mức cao nhất trong khoảng 15 năm qua. Tài chính ngân sách nhà nước, tiềm lực của tỉnh được tăng cường đáng kể. Thương mại quốc tế được mở rộng, các cân đối lớn của kinh tế tỉnh được củng cố vững chắc hơn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, năng suất lao động tăng cao, ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý. Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh có bước tiến dài. Huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đẩy mạnh với nhiều công trình dự án quy mô lớn, huyết mạch mang tính kết nối vùng, địa phương được triển khai quyết liệt. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, bước đầu có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh trật tự xã hội địa phương được giữ vững. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19, an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Với mục tiêu tổng quát cùng 17 chỉ tiêu cụ thể được đề ra cho năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 16 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đạt được những mục tiêu chỉ tiêu này. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng là trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về chủ trương đầu tư đường kết nối di sản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phân tích đánh giá toàn diện những yếu tố ảnh hưởng đến các dự án và điều kiện thực hiện đầu tư. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản sông Hồng là dự án chiến lược trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và liên kết phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Hưng Yên với thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực ven sông Hồng, khai thác tiềm năng cơ hội và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh ta. Cần rà soát và có phương án giải pháp bảo đảm không xung đột với hệ thống công trình thủy lợi, đê điều và thoát lũ. Xác định các giải pháp kỹ thuật, điều kiện địa chất phù hợp với vị trí các hạng mục công trình bảo đảm an toàn, hoạt động và sự chống chịu công trình trước tác động của lũ sông Hồng xảy ra và không làm ảnh hưởng đến hệ thống đê điều phân lũ của sông Hồng. Và chúng ta cũng không triển khai các dự án này nếu như không có cái giải pháp bảo đảm an toàn công trình trước nguy cơ của các cái tác động của lũ. Trong quá trình triển khai cái dự án này cũng cần nên có sự trao đổi để với các cái địa phương ở trong vùng để đảm bảo cái tăng cường cái sự kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội, lấy ý kiến của các cái bộ ngành có liên quan và các cấp ủy chính quyền địa phương có tuyến đường đi qua, lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư nếu có, khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao ban các dự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự án
xây dựng đường kết nối di sản. Hội nghị lần thứ 19, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thông qua nội dung các kết luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công, kết luận về chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông quan trọng, thông qua báo cáo của Ban thường vụ tỉnh ủy về những công việc quan trọng đã giải quyết giữa hai kỳ họp Ban chấp hành và báo cáo tình hình tài chính đảng của tỉnh ủy năm 2022. Trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, mục tiêu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 hết sức nặng nề, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết thống nhất nhận thức và hành động, nêu cao trách nhiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đã nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay 680 triệu đô la Mỹ, đạt trên 150% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án, trong đó có 14 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 206 triệu đô la Mỹ và gần 2.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đã điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 300 triệu đô la Mỹ và gần 1.600 tỷ đồng. Riêng tháng 11 vừa qua, Ban quản lý các khu công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 104 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 12 năm 2022, Ban quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các xúc tiến đầu tư tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. Đầu tư mô hình trồng ớt chuông nhà lưới, áp dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Thực phẩm sạch An Thịnh Phát, xã Tống Chân, huyện Phù Cử, bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Với 4 sào trong diện tích 1.500 m nhà lưới trồng ớt chuông, Hợp tác xã An Thịnh Phát đã đầu tư trồng 3.000 cây ớt chuông giống nhập khẩu từ Hà Lan. Qua thời gian 3 tháng trồng, sẽ cho thu hoạch, ước tính cho thu từ 8 đến 12 tấn, với giá hiện nay từ 45 đến 6.000 đồng 1 kg, cho doanh thu trên 500 triệu đồng. Hiện nhu cầu tiêu thụ ớt chuông tại các siêu thị rất lớn về sản phẩm này. Cây ớt cho thu hoạch kéo dài từ 8 đến 10 tháng, nếu chăm sóc tốt, mỗi lần thu hoạch cách nhau khoảng 5 ngày. Mỗi cây ớt cho sản lượng bình quân khoảng 5 kg một vụ. Ớt chuông là loại cây trồng ưa khí hậu lạnh, do vậy khi trồng trong nhà kính sẽ kiểm soát được thời tiết, nhiệt độ, ánh sáng phù hợp điều kiện sinh trưởng của cây, phòng chống được sâu bệnh hại. Thành công của mô hình trồng ớt chuông ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã An Thịnh Phát khẳng định lựa chọn hướng đi đúng, đem lại hiệu quả cao. Những ngày này, các làng nghề trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang đẩy nhanh sản xuất, đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Thời điểm hiện tại đang là giai đoạn nước rút tại làng nghề Bộc Thụy Lân, xã Thanh Long. Từ tháng 8, tháng 9 âm lịch, các cơ sở sản xuất tại đây bắt đầu nhận hàng Tết. Càng về cuối năm, lượng đơn đặt hàng càng tăng. Gần 2 tháng nay, các công nhân tại đây đều phải tăng ca từ 1,5 đến 2 tiếng mỗi ngày để kịp đơn hàng. Chúng tôi đẩy mạnh những cái kênh bán hàng online như Zalo, Facebook, có những đơn hàng đi được rất xa, các tỉnh từ Quảng Ninh rồi là thậm chí vào tận trong Sài Gòn. Những cái sản phẩm chính năm nay chủ yếu là ban thờ với cả giường. Tại làng nghề sản xuất miến rong Lại Trạch, xã Yên Phú, để đảm bảo nguồn hàng cung ứng vào dịp Tết, tranh thủ những ngày nắng đẹp, hơn 20 hộ sản xuất tại đây đang tập trung tối đa nhân lực, tăng sản lượng miến. Nếu như trước đây, trung bình một ngày, mỗi hộ sản xuất được từ 1 đến 1,2 tấn miến thành phẩm, thì nay tăng lên 1,8 đến 2 tấn. Trong khi đó, tại các làng nghề chế biến giò chả thôn Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, do đặc thù chế biến thực phẩm chín nên hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Hầu hết các cơ sở đang tìm kiếm, ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu như thịt lợn, lá chuối và sắp xếp nguồn nhân công, bởi bắt đầu vào tháng chạp sẽ là cao điểm sản xuất hàng hóa Tết. So với ngày thường thì sản lượng ngày Tết thì chúng tôi làm gấp 10 lần, chuẩn bị vào sản xuất như dây dợ các thứ thôi.
và trang máy móc chuẩn bị có thể mua sắm máy móc trang thiết bị mới. Trước kia thì các hộ nông dân thì là làm nhỏ lẻ, xây chỉ có một máy chỉ xây được một cân, nhưng bây giờ có cái lưng lên đến 5 cân, thế nên là cái nguồn hàng nó sẽ dồi dư hơn và sẽ không vất vả như mọi năm, và sản xuất thì nó đều hơn. Theo người dân, mặc dù thị trường đã có nhiều khởi sắc sau ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, người dân ở làng nghề vẫn nỗ lực cố gắng duy trì sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm mới, chất lượng, giá cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ luôn giữ gìn bảo tồn những giá trị truyền thống. Điều này được thể hiện qua việc nhiều điểm di tích lịch sử của địa phương đã và đang được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Ngoài việc phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng tại địa phương, xã Nhật Tân luôn chú trọng đến các di sản văn hóa, đó là tài sản quý giá giúp cho mỗi thôn làng nâng cao tinh thần đoàn kết. Bên cạnh việc phát huy những mô hình văn hóa tiêu biểu ở từng làng quê, chính quyền địa phương còn huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng. Cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân xã có chủ trương tôn tạo và khôi phục lại đình làng thôn Cao Đông do chiến tranh tàn phá. Sau 3 tháng triển khai vận động đã thu được với số tiền gần 4 tỷ đồng. Trước thì đình thôn Cao Đông này có đình từ thời cổ xưa. Thế qua thời gian chiến tranh đình đã bị tàn phá và các cụ trong làng đã thống nhất khôi phục lại ngôi đình như cũ, sớm hoàn thành được để những cái ngày hội họp tế lễ, cái ngày đầu xuân. Đình làng thôn An Trạch thờ Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục, tướng quân thời nhà Lê cũng là nguồn xã hội hóa. Năm 2021, từ nguyện vọng của bà con trong thôn muốn có chỗ vui chơi tổ chức lễ hội để chào đầu xuân năm mới, Ủy ban nhân dân xã đã vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp với số tiền trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động nhân dân hiến trên 200 mét vuông đất để mở rộng đường từ 3 mét thành 6 mét nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện, dễ dàng. Chính quyền của thôn ý kiến với toàn dân là xây dựng lại cái ngôi đình thì dân là rất đồng tình, tự nguyện đóng góp. Thế hiện nay là đình cũng đã được hoàn thành. Đường xá của chúng tôi thì rất là sạch sẽ, văn minh, không những là đình, chùa và nông thôn mới chúng tôi cũng đang đà phát triển. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn tại địa phương ngày càng khang trang hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, trong đó công tác bảo tồn phát huy các giá trị di tích gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm sống dậy nhiều phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng tốt đẹp. Hiện địa phương đang lưu giữ 13 công trình di tích, trong đó có 2 công trình di tích cấp tỉnh, 100% đều là từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Chuẩn bị cho toàn xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì Đảng ủy ban đã triển khai đến các cơ sở xây dựng hệ thống giao thông, đặc biệt có 2 thôn là thôn Ninh Hạ và thôn An Trạch, rất nhiều các hộ dân hiến đất về cái vấn đề quản lý các di tích, cũng đã vận động nhân dân xã hội hóa để đảm bảo cái văn hóa tâm linh của bà con sinh hoạt cộng đồng. Việc giữ gìn bảo tồn những giá trị truyền thống góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để xã Nhật Tân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng tới mục đích xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua, trường Trung học phổ thông Trưng Vương tại huyện Văn Lâm đã có cách làm hay khiến những tiết chào cờ đầu tuần nặng nề thành ngày hội của học sinh. Hơn một năm qua, tiết chào cờ đầu tuần tại trường Trung học phổ thông Trưng Vương chỉ có khoảng 5 phút để thực hiện các nghi lễ và triển khai nhiệm vụ trong tuần. Tất cả thời gian còn lại được dành cho hoạt động giáo dục, giá trị sống và kỹ năng sống. Trong đó, tổ tư vấn tâm lý nhà trường có nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các chủ đề như bạo lực học đường, giảm áp lực thi cử. Mỗi tuần sẽ có một lớp được phân công có nhiệm vụ xây dựng chương trình truyền đi thông điệp về giá trị sống. Toàn bộ các bước từ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, tập luyện biểu diễn đều do học sinh thiết kế. Giáo viên chủ nhiệm là người đồng hành, hỗ trợ khi các em cần. Sau khi 31 lớp trong trường hoàn thành nhiệm vụ trực tuần, nhà trường sẽ tổ chức bỏ phiếu bình chọn ra chương trình trực tuần xuất sắc nhất, khen thưởng động viên. Nhờ đó mà buổi chào cờ không hề nặng nề áp lực mà rất sôi nổi hứng khởi. Em cảm thấy là các tiết mục ấy vô cùng sôi động và nhiệt huyết. Và nội dung, ý nghĩa của các tiết mục cũng như cả chương trình ấy đã đem lại một nguồn năng lượng vô cùng lớn đối với chúng em. Các tiết mục trực tuần của các tập thể lớp thì luôn được chúng em rất là mong đợi. Vào khoảng 23 giờ 20 phút đêm mùng 2 tháng 12, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thái, sinh năm 1971, trú tại thôn Ngọc Nhạc Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phùng Hưng cho biết, thì vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà bà Thái. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo Công an huyện Khói Châu và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Được biết, ngoài việc sinh hoạt hàng ngày thì bà Thái còn lập điện thờ tại gia đình. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà Thái không có mặt ở nhà mà trong nhà có ông Bùi Đình Hòa, sinh năm 1956, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình, và chị Dương Thị Ngoan, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Châu, huyện Khói Châu, ở trên tầng 2. Vụ hỏa hoạn khiến ông Hòa và chị Ngoan tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, để xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý vị cùng theo dõi phần tin quốc tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua cho biết ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu ông Putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, phía Nga từ chối đề xuất này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng ngày 1 tháng 12, Tổng thống Biden cho biết ông hiện chưa có kế hoạch liên lạc với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã đưa ra yêu cầu rằng các cuộc đàm phán sẽ có thể thực hiện sau khi lực lượng Nga rút khỏi Ukraine. Phản ứng sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga ủng hộ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng con đường ngoại giao, nhưng sẽ không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Mỹ để đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin đánh giá thêm rằng có rất ít không gian để Washington và Moscow đàm phán về vấn đề Ukraine vào lúc này. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản vừa đồng loạt áp lệnh trừng phạt các quan chức liên quan chương trình vũ khí của Triều Tiên đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây của nước này. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 3 quan chức Triều Tiên vào danh sách trừng phạt với cáo buộc những người này liên quan trực tiếp đến chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Washington còn cảnh báo trừng phạt bất kỳ ai giao dịch với những người này. Washington sẽ đóng băng tài sản tại Mỹ của 3 quan chức Triều Tiên, cấm cá nhân tổ chức ở nước này làm ăn với họ, nhưng những biện pháp đó được đánh giá chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng. Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 2 tháng 12 cũng có động thái tương tự. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo trừng phạt 7 cá nhân cùng 8 thực thể vì tham gia vào chương trình hạt nhân tên lửa của Triều Tiên và giúp Bình Nhưỡng lách các lệnh trừng phạt trước đây. Tất cả cá nhân tổ chức này đều đã bị Mỹ áp trừng phạt trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm nay. Nhật Bản áp lệnh trừng phạt với 3 tổ chức và 1 cá nhân nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Tokyo sẽ đóng băng tài sản của những tổ chức cá nhân này ở Nhật Bản. Động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên ngày 18 tháng 11 phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sơn 17, đồng thời tuyên bố đây là một phần trong chiến lược ưu tiên nhằm củng cố quốc phòng và xây dựng năng lực răn đe hạt nhân. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó nói rằng mục tiêu cuối cùng của nước này là sở hữu lực lượng hạt nhân chưa từng có và mạnh nhất thế giới. Công ty vận tải Transjakarta của Indonesia vừa thông báo bổ sung 10 chiếc xe buýt màu hồng dành riêng cho hành khách nữ. Đây là một trong những biện pháp của hãng nhằm bảo vệ các hành khách nữ trước các vụ quấy rối tình dục gia tăng trên các phương tiện giao thông công cộng. Với số lượng được bổ sung, Transjakarta sẽ có 20 chiếc xe buýt hồng hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ. Ngoài việc xe buýt chỉ dành cho khách nữ, tài xế và các nhân viên được phân công phụ trách chuyến xe buýt này cũng là phụ nữ. Theo hãng vận tải, việc triển khai hoạt động của những chiếc xe buýt màu hồng là nỗ lực của công ty nhằm bảo vệ sự an toàn của phụ nữ trước các hành vi quấy rối tình dục trên phương tiện giao thông công cộng. Trong năm nay, số trường hợp quấy rối trên phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô Jakarta cao gấp đôi so với năm ngoái. Để đối phó với nạn chuột hoành hành nghiêm trọng, chính quyền thành phố New York vừa ra thông báo tìm kiếm ứng viên đối phó với loài gặm nhấm này. Lời tuyển dụng được đưa ra khi loài gặm nhấm sinh trưởng nhanh tới mức biện pháp tiêu diệt của con người không thể phát huy hiệu quả, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân New York. Công việc này có tên gọi Giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm hay vô chuột. Mức lương dao động từ 120.000 đến 170.000 đô la Mỹ.
Ứng viên lý tưởng là những người có quyết tâm cao, kiên trì tìm kiếm mọi biện pháp từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm nâng cao hiệu quả hoạt động, thu thập dữ liệu, đổi mới công nghệ, quản lý rác và tiêu diệt chuột. Thành phố New York đã trải qua 110 đời thị trưởng và hầu hết họ đều coi diệt chuột là vấn đề cấp thiết. Loài gặm nhấm sinh trưởng và phát triển nhanh tới mức các biện pháp tiêu diệt của con người không thể phát huy hiệu quả. Chuột ở New York táo tợn và không kén chọn thức ăn, trong khi đó các chuyên gia chưa hề ước lượng chính xác số chuột đang sống trong thành phố nên khó xác định hiệu quả của các chiến dịch diệt chuột. Những ngày này, thành phố Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc trở nên rực rỡ khi nhiều loài hoa nở rộ. Trong đó, lễ hội hoa cúc đang diễn ra cho đến giữa tháng 12 này, được xem là lễ hội hoa thường niên lớn nhất trong năm tại đây. Lễ hội hoa cúc năm nay đánh dấu tròn 20 năm sự kiện được tổ chức thường niên tại thành phố Đài Bắc. Do đó, quy mô chương trình lễ hội cũng lớn hơn những năm trước. 15 công viên và quảng trường tại Đài Bắc đã được sử dụng làm không gian để thiết kế, trưng bày các mô hình chủ yếu làm bằng hoa cúc. Lễ hội luôn có những thay đổi, từ mô hình thiết kế vườn hoa đến những giống hoa mới lạ. Nhân dịp này, nhiều nhà vườn còn quảng bá các giống hoa cúc mới được lai tạo, cũng như giới thiệu các kỹ thuật chăm sóc vườn hoa, một nghệ thuật được đông đảo người dân Đài Loan quan tâm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.